là những cái chỗ cạn kia là nhà của ta đấy. Cho trận lũ này quá to bác nhỉ? À? To nhỉ? Trận lũ này to à? So với cái năm 12, 13 thì đấy thì chưa là gì. Nhưng mà trong này nhưng mà ở dưới có sâu không? Chắc là cũng sâu đấy. Người này tập hết rồi. Đang ồn mà quả nhà xây như thế này mà đang nguy cơ sụp đổ. Nguy cơ thật. Đây về thế này. Nói chung là cái nhà này dỡ này nó sớm quá. Em mình nghĩ không bao giờ nó vào tới đây, nó phá đây thì con mà đi hết cái bản này. Như cái bản này mà chỗ này nhà này mới đi thì con đi hết. Cái này đi hết. Đúng vậy. Cái này phải đến ra để xem. Ừ. Chỗ xong mai em không được lại. Chết luôn. Đây, làm lại chắc lại mấy vài chục triệu nữa à. Đây, các nhà dọn tiếp. Rộp nhộp hết rồi. Đây này. Này, con cái xa như này mà các em ơi. Mẹ bây giờ là mất bao nhiêu tiền thì đéo đâu. Nên để đập nhà người ta xây ra lại vào. Mẹ nó suối ở ngoài kia mà các bạn vội dỡ quá. Nhà này vội dỡ quá nhỉ. Cái nhà này dỡ đéo rồi nhỉ. Nhà này đáng giá bao nhiêu thứ cái mẹ được thì ở cũng được thôi. Dỡ ra thì cho về sau lại làm lại mất công thế. Chưa chắc nó đã hết lũ rồi. Nhà này dân tình. Cái bà này đi chống lũ chúng đột gì ra chứ có bon ra đầu này ra nào.
Ủi cái nhà trong giữa kia mà dỡ á. Nó vặn vặt ở đấy cứ lỡ cả. Đấy gần giữa bạn. Đây này. Tòa nhà này vừa xây xong rồi này. Vừa xây xong rồi chưa kịp ở thì đã kiếp bèn lứt lứt đây. Ra đây sập lên. Chắc chưa sập đâu. Nhờ chặt hết móng này. Đứng cho kéo lần này thì mày nhìn. Nguy hiểm lắm. Nguy hiểm chứ không nhỉ. Nhà đây á, à, xanh xanh này á. À. Không, nhà không. Nhà bên bên này này, chỗ thì nhà nước ấy có phải nhà Khang Chơi không? Không phải. Không phải. Nhà Khang Chơi. Cái đấy là cái nhà văn hóa. Nhà Khang Chơi đây chứ nhỉ? Cái kia là cái nhà văn hóa thôi, cái nhà bếp văn hóa thôi. Ở đây cơ mà, ở đây chứ. À đây kia là cầu đúng không? Cầu. Cầu nhà Khang Chơi chỗ này đúng không? Đúng rồi. Dưới chỗ này nứt đấy. Đừng ngờ ra đây là nguy cơ lắm. Chỗ này có cái nhà mới xây, đang xây. Không, nhà xây ở đây cơ mà. Đây cũng có nhà đang vẫn đang xây, chưa kịp lên nhà mới. Ở đây lội sang bên này ấy. Lớn hơn rồi. Bao nhiêu nhà nữa. Sao những nhà này làm gì lũ lên tới đây và ra dỡ những nhà này nhỉ? Ông Tuấn nhỉ? Mà mấy cái nhà trên này làm gì đã nguy cơ đâu mà phải dỡ vội thế nhỉ? Đúng vậy. Đúng không? Ừ, dỡ này là quá sớm. Dọc sông ở dưới này. Lên trên đầu những cái xe nào, xem đầu nguồn nó thế nào nào. Thank you.
mẹ ra đấy mẹ sập mất thứ là dưa lao rồi đấy, đừng có đùa. Trong này nó hầm ếch hết rồi đấy. Cái kia là may mà nó mẹ, cái kia là chắn được cái dòng nước kia. Không thì nó phá lên ở dưới nhỉ. May một tấm kia. Đó mẹ, phá vào gần độ mấy cái chân cột, tháo ba chân cột bên này tung ra là rơi xuống lên mẹ. Bên kia vậy là cái xe nó quay ra đường này, bây giờ nó ấy mất đường này, xe cũng không thể đi đâu được cả. Không đi chuyển, không chuyển được. Không chuyển đi đâu được cả. Ừ. Có một cái cáo rồi, mấy chậm độ xe nhỉ. Con xe vẫn ra được ý nhỉ? Đây nó anh đi ra kia, ra chỗ con nợ kia vẫn xuyên ra ngoài đường ngoài kia được kia. Xong đánh ra nhỉ? Cái hướng này. Ờ. Như kia vẫn đánh đi ra tốt đúng không? Lùi lên đây tí nữa thế nào? Lên hẳn đầu cầu là Tuấn. Đây là trên cầu thế nào? Chịu đi ra phết này. Chết chưa, ô tô bán patile rồi. Đây này, ô tô này đi đây ra kia được nhà. Cổng cái này hả? Vừa tốt đúng không nhà, chứ cái đường này vừa ô tô thì mà cua được thoải mái. Xe này anh sẽ bom ngắn này đâm thẳng phát cái kia mà tùy tiện gì đó mà. Mẹ cái đường như thế này mà nó cắt được cái đường này phải ác nhỉ. Rồi này. À chưa. Cao lắm không ạ. Kinh quá.